Nhớ đăng ký kênh, bấm vào chuông, xem nhiều xem giá lẻ nhé. Hello anh chị, em về hai mẫu Kia Forte. Em này sản xuất năm 2010, bần cho em nói bộ áo màu xanh nha cô chú anh chị. Một màu rất là sáng luôn. Biểu tượng của Kia Forte là một dòng xe thương hiệu khá là nổi tiếng của Hàn Quốc. Dòng này tích hợp xi nhan trên gương chiếu hậu nè. Đây cô chú anh chị, kính của Kia rin hết nha cô chú anh chị nha. Đồng sơn, nước sơn, không một dấu hiệu là trầy xước. Mâm là mâm đúc. Mâm đúc đã được chủ nhà đã lên sơn lại màu đen cho em nó rồi nha cô chú anh chị nha. Vỏ trước mòn trùi lũi rồi. Vỏ trước còn 20%. Đây cô chú anh chị, đèn nè. Chủ nhà lên led thôi. Lên led hết toàn bộ. Mặt ca lăng trước biểu tượng của Kia đã được mạ chrome 48 đắc nông 08559 nha. Hai cụm đèn rin nguyên nè. Sơn xi đẹp. Xe này lúc trước gốc màu đỏ nha cô chú anh chị nha. Chủ nhà đổi phong thủy, đổi qua màu xanh. Và đồng thời cà vẹt cũng màu xanh luôn rồi nha cô chú anh chị nha. Đó, xe có sao thì Trần Anh báo thẳng, báo chuẩn với cô chú anh chị. Một mẫu xe mấy trăm triệu mà cô chú anh chị thấy không? Trần Anh không bao giờ giấu bà con cô bác. Nước sơn thì chủ nhà đã đưa vô hãng tắm luôn. Đó, tắm nước sơn thì cũng cả mười mấy triệu tiền sơn của người ta đó. Hai cụm đèn phía sau biểu tượng của Kia Forte nha. Cản sau là tích hợp là cản đuôi cá là nguyên bản nguyên rin nha. Nè, ốp toàn bộ inox biểu tượng của Kia. Xe sạch sẽ, ít tiền che nắng che mưa. Phần tắp bi nè, cô chú anh chị coi phần tắp bi rồi những cái vân gai nè. Đẹp như thế này, đầy đủ các tính năng. Dòng này có gương chính điện, bốn cánh chính điện nha. Ok không? Keo chỉ được cái rin hết 100%, không có dấu hiệu đâm va. Hai bên lường đẹp như nhau. Đây là phần ghế, chủ nhà đã bọc lại ghế mới nha cô chú anh chị nha. Đây là ghế mới bọc nè. À, ghế mới toàn bộ nha. Dòng này sẽ tích hợp là vô lăng tích hợp đây cô chú anh chị nè, trang bị là túi khí. Vô lăng tích hợp nè. Củ số, dòng này sẽ 5 cấp số nha. 5 cấp số sàn. Một phần tắp lô tắp bi là nguyên bản nguyên rin hết nha cô chú anh chị. Bên đây là phần tắp lô là sạch sẽ không? Đó, mẫu xe này thì bà con mua về che nắng che mưa. Đây cũng đã lên được một cái màn hình. Em là nguyên bản là trần nỉ hết nha cô chú anh chị. Nguyên bản là trần nỉ hết toàn diện. Hai bên những sóng gân là hầu như là không có dấu hiệu là tác động đâm va vào từ ngoài vào trong nha, không hề có. Ghế phía sau là sạch sẽ. Phần tay gối, máy móc rất là êm. Tích hợp là đồng hồ gương lồi nha cô chú anh chị nha. Lóc khóa mở cửa tự động từ xa. Lắc nhẹ chìa khóa là nổ máy rồi. Em này được trang bị cho nó là cụm điều hòa tự động nha. Đây là nguyên một cụm điều hòa tự động, lấy gió trong gió ngoài. Và đầy đủ các tính năng trên chiếc xe rồi. Ưu tiên đồng hồ báo giờ. Vô lăng nè. Vô lăng rất là ok, vô lăng còn rất là mới nha cô chú anh chị nha. Trợ lực nè, con này trợ lực dầu cực kỳ là đầm. Đi được 187.437 km rồi. Chuẩn chưa ạ? Rất là chuẩn. Đây chúng ta có USB tẩu sạc 12V AUX. Đi đôi là một cái đầu MP3 nguyên bản nguyên rin hết. Tấm chống nắng trên trần đây. Đèn đóm. Cái kiểu là đầy đủ tính năng rồi nè. Anh chị thấy không? Cục máy khá là ok. Với tầm số tiền 200 mấy này thì bà con mua về chạy chở gia đình che nắng che mưa cực kỳ là lợi luôn nha. Cực kỳ là lợi. Gốc màu đỏ nha, đã được chủ nhà sơn lại màu xanh. Cô chú anh chị nghe nha. Hai cụm đèn nè, hai cụm đèn phía sau là nguyên bản nguyên rin hết. Chuẩn chưa? Đây là phần cốp. Phần cốp sau tương đối là đẹp. Con này gốc ở trước màu đỏ. Chủ nhà đổi phong thủy sơn lại màu xanh. Đó, chị thấy dấu màu đỏ không? Hai bên đẹp như nhau, không có đâm vai cứng đục. Nè đó, dấu màu đỏ nè, thấy không? Màu sơn là màu đỏ, sơn lại màu xanh nha cô chú anh chị. Cà vẹt màu xanh luôn. Cái cốp sạch sẽ, không có dấu hiệu là mục ngọt. Giá rẻ thôi. Ở chủ nhà sơn lại nước sơn cực kỳ là đẹp luôn. Cho nên là dòng này hết sơn rin rồi nha. Phần tắp bi nè, những cái vân gai đẹp như thế này. Hai bên sóng gân không có dấu hiệu đâm va. Tắp bi bên phụ đẹp như nhau nha cô chú anh chị.
ghế sạch sẽ nè, áo mẫu sẽ ít tiền thôi, dòng này tích hợp xi nhan tiêu gương chiếu hậu đầy đủ tính năng rồi. Kia Forte nha, 48E08559, Trần Anh đang thu âm cho nên là không có tiếng máy nha cô chú anh chị, cục máy khá là êm, đang quay nó bị hết hết pin của cái mic cho nên em đành phải thu âm bốn máy thôi. Đây là thanh bass full FI, đây là ổ ghe là của chú anh chị, đầy đủ các tính năng rồi. Đây là hộp não nè, hộp não của dòng Kia Forte nhé, hai bên trụ đẹp như nhau nè. Cái này để cô chú anh chị cắm vô, cô chú anh chị test hộp não nhé. Đó, có một cái đầu máy cắm vô để test thôi. Ok chưa? Lường đẹp như nhau, đi đôi là đèn green hết. Chủ nhà lên led rồi. Cục máy khá là êm. Anh chị thấy máy nổ êm ru không? Nổ không hề nghe tiếng động luôn. Un, 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 un. Cực kỳ là chắc chắn nha cô chú anh chị nha. Ở đi ra mua sạc rồi. Máy êm chưa? Bật đèn đi ra mô không có dấu hiệu rung lắc. Đó, cho anh test phần máy đó. Đèn cao su giá đỡ của thân máy chất nùi. Un, un. Rất là ok nha cô chú anh chị nha. Mặt nắp ron cam cò rin, không có dấu hiệu là khui ra chỉnh lại nè. Dòng này thì không có đổ hơi rồi. Nè, không có một dấu hiệu đổ hơi nè. Đây là phần nỉ cách nhiệt của phần thân máy nè. Không có dấu hiệu rách rứ luôn nha. Dòng này sẽ có ABS, hai bên trụ đẹp như nhau. Từ phần cao su trụ còn nguyên bản như thế này. Hai bên lường chuẩn lắm. Keo chỉ cho nó carbon green hết 100% nha cô chú chị. Xe không đâm pha, không lỗi lầm. Chỉ là người ta đổi màu sơn, màu phong thủy từ màu đỏ sang màu xanh thôi. Số rin nha cô chú anh chị nha. Số máy rin hết nha cô chú anh chị. Nói chung em còn nhiều xe và nhiều sự lựa chọn khác nhau đến với tay người sử dụng. Anh chị đã đam mê mẫu nào thì alo cho em. Một mẫu Kia Forte ít tiền thôi. 250 triệu bớt 10, 240. Gầm chắc chắn, gầm bè là không có dấu hiệu là mục mọt nha. Đó, phần gầm đó. Anh chị thấy cái gầm nó màu đỏ không? Đó, gốc màu đỏ đó, chủ nhà sơn lại màu 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 xanh phong thủy đó. Cà vẹt người ta cũng đổi ra màu xanh rồi nha cô chú anh chị. Đó, phần ghế phía trong là sạch sẽ, tương đối sạch sẽ luôn. Bà con mua về bà con biết chạy thôi, nước sơn bóng lắm. Không có dấu hiệu chảy xước luôn. Tích hợp là kẽn đuôi kéo mini phía sau nguyên bản nguyên rin hết. Đó, xe có sale thì Trần Anh cũng đã báo vậy rồi. Nếu mà Trần Anh nói xe này màu xanh thì cô chú anh chị cũng biết màu xanh. Chứ cô chú anh chị đâu biết màu đỏ, nhưng mà tính em là sống thẳng sống thật. Xe có sale là nói như vậy, hết sơn rin rồi. Đổi phong thủy sơn màu xanh toàn bộ rồi nha bà con. Ok chưa? Được cái rin kính kia e rồi rin hết. Không có đâm va móp méo trước xe nha. Một cái mức giá cực kỳ là rẻ luôn.